Điểm đăng ký xe tại số 5 Ngọc Hồi, Hà Nội, lượng người đến làm thủ tục đăng ký xe khá đông. Những trường hợp khúc mắc về thủ tục cũng được cảnh sát giao thông bố trí cán bộ hướng dẫn giải thích. Tuy nhiên, với những trường hợp xe đã mua quá nhiều đời chủ thì hiện để sang tên đổi chủ cũng khá phức tạp. Đối với những xe mà mua bán thì bây giờ phải đầy đủ thủ tục về chứng từ chuyển nhượng mua bán qua các đời chủ và qua các những cá nhân chuyển nhượng mua bán với nhau. Không có giấy tờ mua bán thì chúng ta không thể làm thủ tục sang tên được. Không được sang tên, người sử dụng phương tiện sẽ được xem là vi phạm. Cảnh sát giao thông không dừng xe trên đường chỉ để kiểm tra xe có chính chủ hay không. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các trường hợp vi phạm không bị xử lý. Đối với những cái trường hợp mà vi phạm thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng xử lý nghiêm thông qua công tác đăng ký xe cũng như là qua công tác điều tra giải quyết tai nạn giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người dân khi mua bán phương tiện cần đến cơ quan công an làm thủ tục sang tên đổi chủ theo đúng quy định là trong vòng 30 ngày. Nếu để quá thời hạn trên sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt tiền với xe máy của cá nhân sẽ từ 400 đến 600 nghìn đồng. Mức phạt đối với ô tô là 2 đến 4 triệu đồng. Đối với trường hợp giấy tờ mua bán bị thất lạc hoặc không tìm được chủ cũ của phương tiện thì việc làm thủ tục để hợp thức hóa tài sản sẽ không thực hiện được.